Shipper Sưu Tầm xin chào cả nhà nha. Hôm nay em lên được 7 cây xì lim xưa, chủ đề sưu tầm hiếm để phục vụ anh em nhé. Đầu tiên là em xin lên một cây xì lim xưa 1982. 1982 thì năm nay nó cũng 40 mấy tuổi rồi, 41 tuổi rồi. Cây 1982 trong tình trạng là rơm HB, rơm bóng, nêu full box, mộc 8 vạch huyền nha. Cây này thì nêu hoàn hảo và cái emblem của hãng thép USS Hoa Kỳ. Là emblem này bằng vàng nguyên khối nha anh em, bằng vàng 10K vàng nguyên khối, nặng khoảng hơn 1,1 chỉ. Cái này thì em có test vàng rồi nha, có test vàng rồi. Anh em yên tâm bao vàng cho anh em chơi nha. Emblem zin hãng theo máy. Rồi sau thì nó bị chấm thôi, chùi sẽ hết nha. Cây này thì em xin phép giao lưu với anh em là 2500 nha, 2500. Nêu hoàn hảo, tất cả các góc cạnh đều nêu hoàn hảo luôn nha anh em. Này nó bám vân tay của em thôi nha. 1982. Trong tình trạng là nêu nha, bánh xe để lâu môi trường ẩm nó hơi rỉ thôi. Em vệ sinh cho anh em được. Đây tất cả những chi tiết bên trong nắp đây, chưa có vết chạy xước nào cả. Ruột hai mặt chữ chuẩn đời theo máy nha, ruột hai mặt chữ chuẩn đời. Cây này thì em giao lưu là 2500 nha, 2500. Cây kế tiếp em giới thiệu đến anh em là một cây rất là đặc biệt, xì lim xưa Canada 7X. Đây full hộp nó đây, cái hộp xì lim Canada này thì cái hộp đặc biệt của cái dòng Zippo Canada thì nó sẽ có chữ Canada và ở trong, và hai bên là nó khuyết nha, hai bên nó khuyết. Con này là trong tình trạng full hộp sổ nha anh em, có nguyên cái sổ bảo hành của nó đi theo luôn. Chủ đề là khắc ăn mòn đổ sơn zin hãng nha, Zip Life First, chủ đề Canada. Thì cái dòng xi lim Canada này thì nó vẫn xài mộc như mộc Mỹ thôi, nhưng mà cái ruột nó là ruột Canada và cái hộp nó Canada nha anh em. Và cái công ty này cũng trực thuộc ở Canada luôn, anh em có thể sạc trên những cái nền tảng mạng xã hội khác để biết về cái công ty này. Chủ đề khắc ăn mòn zin hãng, dòng Canada 7X này thì rất là hiếm nha, hiện tại giờ trên thị trường còn rất là ít, tình trạng là nêu chưa có vết xước luôn nha anh em. Phần bên trong nha, đây ruột Canada chuẩn đời, ruột một mặt chữ, con này trong giai đoạn từ 71 tới 75 nha anh em. Một mặt chữ, hai mặt chữ thì nó 76 tới 82, 71 tới 75 thì nó một mặt chữ, ruột Canada chuẩn đời nha. Đây là cái giấy bảo hành của nó. Cây này thì em xin phép giao lưu là cũng 2500 luôn nha anh em, 2500. Zippo Slim Canada rất là hiếm. Cái dòng Slim xưa thì nó chỉ toàn HB thôi. Đây một cây Zippo Slim, Slim Ven, hoa văn Ý mạ chrome. Hoa văn Ý thì nó được sản xuất đầu tiên, nó lên Zippo đầu tiên vào năm 1974. 1974 là năm đầu tiên nha anh em. Cây này là cây Slim Ven Ý 1980. Sau đó 6 năm Slim Ven Ý 1980, hoa văn của Ý được lên Zippo chính hãng nha. Cái này trong tình trạng là nêu chưa qua sử dụng nha, còn kẹt đá nha anh em, còn kẹt đá. Ruột hai mặt chữ chuẩn đời nha, ruột hai mặt chữ thì nó sử dụng cho Zippo từ năm 76 cho tới năm 82. Ngày xưa thì Zippo một cái loại ruột nó xài cho tới 4-5 năm lận, chứ không phải như bây giờ nha.
Cây này thì em xin phép giao lưu là 1500 thôi, 1500 cho cây ven. Ven Slim. Và kế tiếp nữa là em giới thiệu đến anh em một cây Zippo Slim 7X. Trong tình trạng là new full box nha. Cây này chủ đề là The First National, công ty một cái ngân hàng của Ren Island nha. Chủ đề rất là đặc biệt, cây này chủ đề rất là đặc biệt. Dập nổi nha anh em chứ không phải là khắc ăn mòn nha. Chủ đề ở chính giữa là dập nổi chứ không phải khắc ăn mòn nha. Kỷ niệm ngày cái nhà băng nó được thành lập. Cây này được sản xuất vào năm 1975 nha. 75, 1975. Chủ đề mỗi và chủ đề con trâu là được khắc nổi lên nha. Đẹp hoàn hảo nha anh em, rồi rơm HB 1975 tới giờ là mấy chục năm rồi. Niêu nè. Còn bụi đá, bụi viên đá nó phân hủy á. Trong đây nó tạo nên cái bụi hay còn gọi là bụi đá hay là bụi Mỹ đó. Ruột một mặt chữ chuẩn đời 71 tới 75 nha anh em. Bắt bột xì lên 1975. The First Bank New Full Box. Cây này em xin phép giao lưu với anh em là 1500 nha, 1500. New hoàn hảo. Kế đến là em giới thiệu một cây cũng xì lim luôn. Xì lim xưa. Cây này xì lim 1971. Chủ đề là Hải quân Hoa Kỳ nha. USS Atlantis First Lead. Hạm đội Atlantis Hoa Kỳ nha. Chủ đề khắc ăn mòn xin hãng hai mặt nguyên zin nha anh em, hai mặt nguyên zin. Cây này thì nó xấu ở chỗ là nó hơi bị nổ rơm ở mặt trước rồi, mặt sau nó có vài vết chày. Cây này chưa qua sử dụng đâu. Chủ đề là hạm đội Atlantis Hoa Kỳ nha, hạm đội thứ tư Atlantis Hoa Kỳ, trong tình trạng là new full box nha. Cây này được sản xuất vào năm 1971. Nêu hai bên cái vách nắp này chưa có vết chày nè. Còn kẹt đá luôn nha anh em. Sử dụng bắt bột, ruột một mặt chữ chuẩn đời nha. Ruột một mặt chữ chuẩn đời. Cây chủ đề hiếm mà hai mặt như thế này thì hiện tại còn rất là ít nha. Cây này em xin phép giao lưu là 2000 nha. 2000. Và đây là một cây xì lim rất là đặc biệt. Xì lim 1965, trong tất cả các con xì lim từ ngày sản xuất cho tới giờ chỉ có con 1965 là đáy lồi không có chấm gì hết. Đáy nó trơn phẳng, không có chấm, không có vật gì hết. Chỉ duy nhất một cây 1965 thôi. Cây này trong tình trạng là new full box nha. Chủ đề khắc ăn mòn đổ sơn zin hãng. New hoàn hảo nha anh em. Bùn đốt rồi là chưa có vết chày luôn, vẫn còn kẹt đá nha. Chưa có vết chày luôn. Ruột của Zippo 1965 thì nó sẽ còn bạc nha. Qua tới cuối năm 1967 nó mới hết bạc. Từ cuối 63 cho tới 65 thì nó không so chỉ nữa nhưng mà nó còn bạc. Bạc 191 đuôi nha. Bạc này là cái số đăng ký bản quyền. Cây 1965 đặc biệt này thì em giao lưu với giá cũng 1500 thôi. 1500 thôi. Cuối cùng là một cây
La Mã, Ba La Mã 1987, Quân sự Hoa Kỳ, Ba La Mã Mọc Ngược Quân sự Hoa Kỳ, chủ đề quân sự Hoa Kỳ, được in khắc ăn mòn trên nền antiquarat mạ đồng giả cổ nha. Cây này trong tình trạng là new, chưa qua sử dụng. Những cái cây mạ đồng giả cổ này nội địa Mỹ này rất là hiếm nha anh em. Anh em gặp những cái cây đáy lồi bên Nhật thì nhiều, nhưng mà nội địa Mỹ thì rất là hiếm nha. Con này sử dụng bản lề thô luôn nè, antiquarat new. Phần bên trong buồng đốt là rất là sạch sẽ, chưa có vết chạy xước gì luôn nha anh em. Con này thì qua đời 1980, thì con này 1987 sử dụng dây đồng rồi nha, bớt dây đồng, ruột trùng 5 C 1987, Ba La Mã EC là nó chỉ lệch một tháng thôi. Con này rất là hiếm để anh em sưu tầm nha, quân sự Hoa Kỳ. Cây này thì em xin phép giao lưu là 1500 nha, 1500. Anh em thích con nào thì vui lòng liên hệ em qua hồ sơ nha. Bên em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời, bao ship tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Ngoài ra thì bên em còn cung cấp tất cả các linh kiện sửa chữa, emblem, shipo, hoặc là có thu gom shipo khi anh em chán luôn nha. Anh em có gì vui lòng liên hệ em qua hồ sơ. Anh em có thể cho em xin một team, một follow để em lên được nhiều shipo hơn phục vụ anh em. Em cảm ơn anh em rất nhiều.